Vâng, đúng là đợt vừa rồi là coi như em quay mấy cái mic lên mà là nhiều bác khách hỏi quá nhá. Vâng, các bác hỏi là xem là có cái mic dòng Sennheiser nào không thì lấy giúp cho bác ý mấy cái. Vâng, thì hôm nay em sang gọi là tận kho nhà bạn em. Đấy. Đây. Ra tận kho nhà bạn em để lấy để quay mấy cái mic Sennheiser nhá. Đây. Sennheiser này. Sennheiser EX24 nhá, Sennheiser EX24. Con này hát rất hay nhá, em đã trải nghiệm và hát rất hay. Đấy. Trải nghiệm hát rất hay nhá. Xem nó là như thế nào. Đấy, em mở ra thử nhá. Đấy. Em mở ra đây, hộp Sennheiser của nó đây nhá. Con này hôm trước là bạn em nó vứt ra có 5 con. Vâng. Thì mấy anh khách anh đấy hết luôn cả 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 5 con đấy rồi. Đấy. Đây. Đấy, nhiều mic 5 nhá. Đấy, rất nhiều mic bán buôn cho cả các cửa hàng luôn nha các bác nhá. Đấy. Mic Sennheiser EX24 nhá. Con này là của nó là làm nó bảo vừa rồi bảo bao nhiêu nhỉ? Bảo 4 à đây rồi. 390.000 nhá. Đấy, bảo bán 390.000 cho các bác này. Đấy, 390.000 mic này cho các bác. Mức mic quá là hay luôn nhá. Con mic này hay lắm quý vị nhá. 390.000. Đấy. Quý vị nào lấy hai cái, lấy hai cái nhá, hai cái trở lên là 700.000 hai cái, còn lấy một cái thì là 390.000 một cái, còn lấy hai cái trở lên là 700.000 một cái, à 700.000 hai cái nhá quý vị nhá, nhiều lắm này, đấy. Nhiều lắm nhá, cả đến hàng nghìn cái mic luôn, hàng nghìn mic luôn, nhiều lắm. Ok. Đấy. Này của nó thì khủng khiếp luôn. Em thử tháo cái củ mic em ra tháo được không? Đây. Củ mic được bọc rất cẩn thận nhé. Đấy, được bọc rất cẩn thận. Đấy, ui rồi, khủng khiếp. Nhai thảm nào nó hay là phải quý vị nhé. Đấy, củ mic nhai thảm nào nó hay là phải. Quá đỉnh luôn củ mic này, quý vị nhìn này. Đấy. Vật vã luôn. Củ mic này quá đỉnh luôn này. Kinh khủng. Đấy. Quá chất luôn nhá. Đấy. Ok nhá. Đấy, 390.000 một cái. Quý vị nào lấy alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966594581. Địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhá. Em xin cảm ơn.